Thì em bị cái tánh ở dơ chứ. Thế là em đi từ thiện xong em chở bà trong trong nhóm đi. Có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe rồi về bạn đó. Kêu em là nói đi một mình xong là đi bạn gái thôi. Là chia tay luôn. Dạ. Trời. Đẹp trai mặc bao bi luôn. Bên tôi cũng có dừa ha, cũng bù của. Bên đây người gọn ghẻ nha, tướng đẹp nha. Bên tôi thì cũng có dừa đâu à. Xin lỗi à. Tôi nói thiệt luôn, nên là nếu mà ấy được là trúng số luôn đó, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây gặp bên đây cũng trúng số à. Ừ. Tướng này đã là mặc bao bi. Cái gì vậy ông giới tính không có vấn đề không vậy sao mà ông ủa cái tôi phải đặt cái lên chứ. Nhưng mà cái kiểu của ông thèm khác kỳ vậy. Rõ ràng. Sao vậy Linh? Ơi cưng ghê không? Cưng quá thì cưng em đeo lại đi nha. Đeo tay nào. Trời ơi. Trời ơi tôi ghét thiệt. Trời ơi. Đưa tay lên nào, đưa hai tay lên nào. Em là Phạm Huỳnh Minh Tân, em sinh năm 91, em đến từ Đắk Lắk ạ. À. Em làm gì ta? Dạ, em kinh doanh kem body ạ. Dạ. Trời ơi em ơi, ngày hôm nay là giống như là em có trúng số đó nha em nha. Chị nói vậy là em hiểu nha. Nói thiếu nhiều nè, em tự giới thiệu về mình coi. Xin chào MC Quỳnh Linh, chị Hồng Vân, quý vị khán giả. Và đặc biệt là chào đối tượng tương lai đang ngồi bên kia. Mình là Nga, Ninh Trọng Thường Nga. Năm nay Nga 28 tuổi. Công việc của em là thiết kế rập thời trang. Và ngoài ra em cũng làm mẫu tự do. Giọng lạ quá nha. Em ơi sao em là con trai em lại đi bán kem dưỡng da vậy? Ủa? Ai bán kem dưỡng da không được. Biết rồi nhưng mà ý là làm nghề gì mình phải có đam mê, mình cũng phải thích thì mình mới làm. Nhiều khi có cơ hội người ta bán. Tại vì em thích kinh doanh à. Tại sao không kinh doanh mặt hàng khác mà lại chuyên về kem ta? Thì em định hướng cho em đi bên này nên em qua làm bên này luôn nè. À vậy đó hả? Bây giờ thì bên đây bạn Tân bạn rất là hồi hộp, bạn rung đó. Thôi bên kia hồi hộp, có bên em nói trước đi em. Cái điểm mạnh của em là gì? Về điểm mạnh đó thì em hiền, nói chung là cực kỳ hiền lành luôn á. Ngoài ra thì bụng em nó cũng tương đối nhỏ nên em cũng ít chứa cái gì trong bụng á, ít để bụng á. Không có để bụng cái gì đúng không? Dạ, dạ. Bản thân em nói chung là cũng có một chút về ngoại hình. Em cũng về thời trang nên về may mặc hay là may vá thì em làm được hết. Cái điểm yếu là gì? Đôi khi em bị cái tính hay quên á. Hình dung trong đầu á thì nó rõ ràng rồi nhưng mà ra ngoài thì không biết nói gì nữa. Ngoài ra thì không biết có nên nói không nhưng mà thực sự thì em bị cái tánh ở dơ chứ. Tánh ở dơ chứ. Ở dơ hay là bừa bộn? Dạ không, ở dơ bừa bộn gì có hết. Có hết luôn á hả? Ở dơ là sao? Em học thời trang mà thì nhiều khi làm đồ án thì nó nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng vậy á. Chỉ có khi nào mà xong đồ án thì em mới dọn dẹp thôi chứ còn trong cái thời gian làm đồ án thì cái phòng nói chung là giống như là một cái bãi chiến trường vậy đó. Ừ. Đó là bừa bộn, còn ở dơ là không chịu tắm á. Có luôn chị. Không tắm luôn hả? Dạ, nhiều khi làm xong mệt quá, đi ngủ lúc nào cũng không biết luôn á. Rồi, bạn Tân, em có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là thích kinh doanh, không rượu, không bia, không thuốc lá. Khuyết điểm của em là hay quên ạ. Có khi nào 2-3 ngày quên tắm không? Dạ không. Bạn gái, dạ. Đường tình duyên của em thế nào? Trước giờ em có 3 mối tình. Nói chung là quen chính thức thì chỉ có một bạn mà thôi. Bạn đó nhỏ tuổi hơn em, tính trẻ con. Thì tụi em tiếp xúc với nhau nhưng mà ngại cách xưng hô á. Nên thành ra em muốn gọi như là trả lại cái tuổi thanh xuân cho bạn đó vậy đó. Nên tụi em chia tay. Đơn giản quá hả? Dạ. Quen lâu không cơ? Quen cũng được gần năm chị. Tân có mấy mối tình rồi? Dạ, em 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ, 1.5 năm ạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ, 1 năm anh. Nhưng mà tại sao lại chia tay mấy mối tình đó? Dạ, mối tình đầu của em là vì hiểu lầm mà. Ý là em đi từ thiện xong em chở bạn trong nhóm đi. Có bạn kia chụp hình trong hội từ thiện đăng lên thấy em đang chở bạn nữ đi chơi chung xe rồi về bạn đó. Kêu em là nói đi một mình xong là đi bạn gái xong rồi. Là chia tay luôn? Dạ. Trời ơi. Mối tình sao chia tay sao? Dạ, không đậm đà. Không có đậm đà? Dạ. Yêu, chưa yêu dữ lắm đúng không? Dạ. Thôi, bây giờ thì em muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào, em diễn tả coi. Dạ, em chỉ cần bạn gái hiền là được ạ. Bên đây là quá cao, hiền luôn á. Cao trên 1.5 m. Cao trên 1.5 m. Dạ. Còn em thì sao? Em thích con trai tập thể thao á. Chiều cao thì cao hơn em tầm 1.74 m trở lên. Vậy là em 1.7 m? Cao 1.74 m là bằng em á. Đó, 1.74 m đó. Dạ em mới 75 ạ. Cũng xinh xinh. Lên được chút. Cái điều mà em cần thiết nhất ở cái người bạn trai em là điều gì? Em muốn là một người có trách nhiệm, một người có tính nghiêm túc đó. Tân hiện nay Tân ở với ai Tân? Dạ em ở một mình ạ. Một mình ở nhà trọ hả? Dạ. Nếu lấy vợ về em có định là ở chung với gia đình không? Nếu bạn gái thích sao thì em sẽ như vậy ạ. Bạn gái thích sao là vậy dạ. Đúng không? Dạ.
Chị ạ. Chào em. Đẹp trai mặc bao bì lưng. Bên tôi cũng mới vừa ha, cũng bù của. Bên đây người gọn ghẽ nha, tướng đẹp nha. Ờ, bên tôi cũng có vừa đâu ạ, xin lỗi ạ. Tôi nói thiệt luôn, nên là nếu mà ý được là trúng số luôn đó, chứ không có đơn giản đâu. Bên đây, gặp bên đây cũng trúng số à. Nói nghe nè cưng, ví dụ như mà em lấy vợ thì bao nhiêu tuổi thì em sẽ có một căn nhà cho riêng mình? 31 ạ. 31, mà năm nay mình làm ai? Ý là cưới là có nhà riêng luôn. Cưới là có nhà riêng luôn? Dạ. Dựa vào đâu? Em tự lập từ năm 18 tuổi này. Có nghĩa là mình đã có tiền sẵn trong ngân hàng. Chưa? Rồi phải không? Thì để tôi bán mắc kem mà. Cười quá, để ta hỏi ngộ quá. Có nghĩa là bây giờ là muốn hay không muốn là do em thôi đúng không? Muốn mua lúc nào là mua. Do em thôi đúng không? Bán kem mua nhà. Ví dụ thằng gái của em đó mà đến với em xong bây giờ yêu cầu em là phải có nhà riêng liền thì em thấy sao? Dạ nói chung là bạn gái sao thì mình chiều vậy. Bạn gái muốn sao là mình chiều vậy hả? Dạ. Rồi xem đáng yêu quá vậy. Ủa, đàn trai tao đáng yêu lắm. Ông coi mặt bên đàn gái tôi chưa mà ông cứ ngồi đó ông chọt. Thì ông ra đây. Coi để tôi qua tôi đi coi. Đi ra đây. Để coi coi. Trời. Trời. Được, quá được. Chào gái rất là xinh xắn dễ thương luôn ha. Bạn có vẻ hơi bản lĩnh hơn bên đây. Bên đây hơi nhút nhát chút xíu. Không, bạn này rất là nhát. Nhưng mà tại vì bạn này là mẫu, là người mẫu cho nên là khuôn mặt bạn rất lạnh lùng. Rồi bạn xuất hiện sân khấu hoài quen đúng không? Chứ dạ, bạn dạ. Cực kỳ nhát luôn, là bạn này. Bạn bên đây chưa bao giờ làm mẫu nên hơi nhát ha. Về em tập làm mẫu riết rồi cũng đi biểu diễn chung được đó. Bên đây cũng dáng mẫu lắm á. Tướng này đã là mặt baby. Cái gì vậy ông giới tính ông có vấn đề không vậy sao mà ông ủa ủa cái tôi phải nâng cái lên chứ ông, nhưng mà cái kiểu của ông thèm khác kỳ vậy ơi. Rõ ràng sao vậy lên à vậy hả ông quá dữ vậy đó hả quá dữ vậy luôn là hay là ông nhìn bên đây rồi cái ông lộn cảm xúc bên kia không mình thấy đàn trai mình đẹp mình tự tin nói chung là hai bạn đều trai tài gái sắc hết vấn đề là bao giờ thì cho đàn trai chúng tôi bước tới nè khoảng từ 30 trở đi tức là 28 còn 2 năm nữa 2 năm nữa dạ, thôi dạ. Tìm hiểu 2 năm nữa là đủ rồi được nè rồi. Mà tôi nói nè bên đây không phải là gái sắc không mà là gái tài luôn nha nói chung hai người đều có sắc và có tài nam thanh nữ tú đó nói vậy thì đúng không vậy đó. Được ha là bây giờ hỏi họ hay kiếm người thân đi ủa em đi với ai vậy dạ em đi với bạn với em gái em ruột á hả dạ vâng dạ em xin chào MC Hồng Vân và MC Quỳnh Linh cùng quý vị khán giả. Thì cảm nhận của em là chị của em và anh này khá phù hợp về ngoại hình. Còn tính cách thì em nghĩ là phải có thêm thời gian tìm hiểu nữa thì mới có thể xác định được chính xác tình cảm của mình. Em nghĩ là hai anh chị nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em. Bé này rất là chững chạc đó nha. Anh đi với ai? Dạ em đi với em họ của em ạ. Em xin chào MC Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Em thấy chị bên đây thì dễ thương. Em thấy hợp với anh Tăng ạ. Nhưng mà em là con trai vậy á, mà nếu mà là em bấm liền không? Nếu ngồi trên đó thì em sẽ bấm liền. Em bấm liền đúng không? Được rồi, bây giờ để cho hai kẻ gặp mặt đi ha. Hy vọng rằng ngày hôm nay các bạn sẽ đồng ý hẹn hò với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Tân. Bây giờ Hoa. Rối liền. Rối ngày hôm nay mình có món quà tặng bạn. Thì nghe cũng có những quà nghe tự làm. Okay, mẹ. Cái này cái gì đây? Hả? Dạ, cái đó là bức tranh em vẽ về cái bộ lễ phục mà tương lai nếu mà có thể tiến tới xa hơn á thì là cái bộ lễ phục trong ngày cưới ngày trọng đại. À, bộ lễ phục mà bạn trai đó hả? Thì có dạ, giống không nha? Cả hai. Cô Tân đứng lên, cô Tân đứng thẳng lên nào, mạnh mẽ lên. Mình bán kem chứ mình nên mẽ lên. Đi. Em nghĩ chắc là cái body cũng giống á. Tao hai đứa đứng sát bên nhau rồi đi. Đứng sát vô. Cũng giống về chiều cao, nó cũng hơn tí cũng được ha. Nhìn thấy hai người thấy hợp không mọi người? À, cái đẹp đôi đấy. Nè thấy chưa, hình này sẽ giống tôi quá ta. Có muốn mở nốt cây hoặc là kia không? Mở đi, mắc cỡ gì đây. Mình là sao? Anh với em được, tự nhiên mình với bạn.
Rồi, nhẫn. Nhẫn hả? Nhẫn là phải em thiết kế. Đúng rồi, cái này là em tự làm, tự chuẩn bị. Đưa anh coi nào. Dạ đây. Chiếc nữa coi. Chiếc này của Tân nè, chiếc này của Nga nè. Nếu mà được chút hai đứa đeo qua nó hộp không nha. Đẹp quá. Dễ thương quá. Dễ thương, rất là dễ thương. Rồi bỏ vô hộp đi. Hôm nay là có nghĩ là đi gặp một cái người con gái mà giống như trong đầu mình tưởng tượng không? Hay là trên cái sức tưởng tượng của mình? Dạ trên sức tưởng tượng ạ. Tại vì em không đòi hỏi đẹp, em chỉ cần hiền, dễ thương là được rồi. Cuối cùng bây giờ em được hết luôn á. Dạ. Vừa đẹp, vừa hiền, vừa dễ thương luôn. Dạ. Còn bạn gái thì sao? Tân có biết chơi thể thao không? Mình thích đi tập gym với là đá banh. Bạn với mình giống như lớp 12 gì đó. Anh chị đều 28 tuổi rồi đó nha. Gọi là anh đi ha. Nếu mà anh có tập gym chơi thể thao ấy, vậy thì em có thể cho anh một cái thử thách nhỏ được không? Được. Bình thường thì người ta sẽ là hít đất bằng 5 đầu ngón tay đúng không? Giờ anh đa được không? Không nổi thì mình nói không nổi nha. Không nổi thì mình nói không nổi. Mình chơi thử 3 ngón lần nào. Vậy thì giờ thử được không? Cách 5 ngón với 3 ngón. Vậy đó 3 đi. Dạ. Rồi hồi anh làm 2 cho em coi. Làm đi Tân. Thử. 3 ngón chắc không được đâu anh. Kệ nó. Được chứ. Đó. Đó trời ơi. Đó. Bốn. Nhẹ nhàng. 4 được rồi em ơi. 4 được rồi. Dư rồi á. Dư rồi. Hay quá. Thề đúng Tân. Thôi Tân hát bài đi cho nó đỡ rơi bối rối nào. Bước tới gần bạn gái, đứng nhìn bạn gái hát nào. Đứng nó hát, đứng lên mình tiến tới. Anh bắt đứng nhiều khi quên lời đó. Đấy đó, cho nó quen. Tiến tới gần chút xíu nữa Tân. Dạ. Nga đứng lên đi cho bạn đỡ hồi hộp đi. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn, bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua, miên man riêng anh một mình nơi đây. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Dạ, hết ạ. À. Lời gửi gắm rất là đáng yêu. Dạ, lần đầu tiên em đứng dưới đây em dạ, quay, quay qua, quay qua bên bạn Nga, nắm hai tay bạn Nga nào. Mình xin phép. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn Nga. Nga hát tặng cho Tân nghe bài đi. Nhìn thẳng Nga kìa Tân. Tân thì dễ cưng, dễ sợ luôn á. Tân nhìn cứng thì cưng vậy đó. Tự như em hát bài thả thính một chút được không? Hỡi anh yêu, em chỉ muốn nói một điều. Lấy em đi, để thôi đừng về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Và yêu như chưa từng yêu. Hay quá. Cảm ơn. Trời ơi, thay lời muốn nói hay quá. Rồi, rồi trở vị trí đi. Giờ chân tay Tân nó cứng hết trơn rồi. Tay chân không biết để đâu luôn rồi đó. Hai đứa suy nghĩ thật kỹ. Đã đến lúc chúng ta kiểm tra lại con tim của mình. Đủ để chúng ta bấm nút chưa? Chúng ta xem đây có phải là một nửa yêu thương, một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu rung động, chúng ta bấm để tạo điều kiện, tạo cơ hội cho nhau, để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Còn nếu cảm giác chưa rung động, cũng không cần bấm. Để cái nút bấm nó cho nhiều người khác. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 và 3. Đây, hay lắm, dễ thương lắm. Trời, cho chị phép đeo nhẫn lên tay bạn nữ được không ạ? Hả? Đấy là nhẫn bạn nữ tặng em muốn đeo cho bạn. Đúng rồi đây. Trời ơi, thì... thực sự cái cặp này bấm có tôi thích dễ sợ luôn á trời ơi. Đây này, nhẫn nào của Nga. Dạ, đây của Nga nhỏ. Xin phép đeo nhẫn cho em. Ơi, cưng ghê không? Cưng quá thì cưng, em đeo lại đi nha. Đeo tay nhỏ. Trời ơi. Trời ơi, thì ghét thiệt. Trời ơi. Đưa tay lên nào, đưa hai tay lên nào. Đẹp quá. Cưới là phải mời tôi nghe chưa? Trời, cái cặp này cưng, cưng thiệt là cưng vậy đó. Rồi, nắm tay nhau đi. Bây giờ, hai bên đang xem truyền hình. Ba mẹ hai bên đang xem.
Tân hứa gì đi. Dạ em hứa với ba mẹ của Nga là nếu Nga cho em một cơ hội tiến tới hôn nhân thì em sẽ thương Nga như ba mẹ thương Nga. Dạ tình cảm. Thương Nga như ba mẹ thương Nga luôn đó. Dễ sợ luôn. Rồi, Nga muốn nói gì với hai bác nhà của Tân đi. Nếu mà Tân là món quà mà hai bác đã dành đến cho con ấy, thì con cảm ơn rất nhiều ạ. Con sẽ giữ món quà này suốt đời đúng không? Em cũng muốn là tìm được một bờ vai để con có thể dựa vào. Vai anh trùng lắm em ơi. Thì em cũng muốn cho mọi người xem đây là idol của em. Ôi em đã rực rồi. Thấy ghét quá à. Thấy cưng ghê, cái cặp này cứng thì cưng. Nói chung là hai đứa dễ thương lắm. Rất dễ thương. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Mời nhà gái. Hai, mời anh trai giới thiệu về mình đi em. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em xin giới thiệu mơ màng bằng tiếng Lào. Hả? Tiếng Lào. Tiếng Lào hả? Rồi, giới thiệu của anh sao? Sắp bay đi các, khỏi Sư Thành, bị đi khỏi Sa Hộc Bi, khỏi Du Nghệ An Ma, mưa đi khỏi giặc áo bia leo, cặp tên ơ. Gì có câu tên ơ chống nữa. Là sao em dịch câu đó cho anh nghe coi. Tức là em giới thiệu em tên là Thành. Em đến từ Nghệ An, năm nay em 26 tuổi. Hôm nay em muốn lấy vợ rồi. Muốn lấy vợ rồi. Ôi. Thành 26 tuổi hả? Dạ. Thành làm gì Thành? Em làm công ty in nhãn mác. Nhưng mà tại sao em lại biết tiếng Lào? Tức là hôm trước em cũng sang Lào, Lào Đông. Bây giờ em làm việc cũng tại Nghệ An luôn hả? Không, hiện tại em làm việc ở Sài Gòn. Ở quận mấy? Em làm ở quận Bình Tân. Bạn ơi, bạn qua Lào bao lâu? Em làm cũng 3 năm chị Hồng Vân ơi. 3 năm mà sao giờ tiếng giống tiếng Lào ấy. Nói tiếng Lào thì nên nói làm sao? Ôm phần lão ra biển nữa. Bạn có dịch được không? Cắn cái xài dấu tí xin nữa. Đâu, em không hiểu chị ơi. Cô chút ăn cái hào sức cô lão luôn chèo á. Bạn có hiểu không? Em không hiểu đâu chị ơi. Em không hiểu. Vâng, nói tiếng Lào sao nó lao sao rồi sao? Hỏi em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Tất cả quý vị khán giả ở đây và bạn nào bên kia. Em tên là Trần Thị Trang, năm nay em 26 tuổi, quê em cũng ở Nghệ An luôn. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là nhân viên mua hàng của một công ty thiết kế và thi công nội thất. Vậy là hai bạn cùng Nghệ An, hỏi đi coi ở huyện nào. Có gần nhau không? Hỏi đi. Hỏi thăm đi cưng. Em ở thị xã Hoàng Mai, còn anh ở đâu ạ? Ủa, anh ở Yên Thành em ơi, mình gần nhau rồi. Em thích điểm mạnh của em là gì? Điểm mạnh của em là em khá là vui vẻ, hòa đồng. Em cũng có biết một chút ca hát. Hôm nay đến với chương trình em cũng muốn gửi đến tất cả mọi người một cái đoạn nhỏ của bài Ánh Nắng Của Anh. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em, là nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là anh đến bên em cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi em. Phút giây em mang đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Ok. Hay quá. Hát tới đối đáp liền em. Làm gì hát bài Thương Nhau Lý Tư Hồng. Rồi, bắt đầu. Từ miền Nam anh ngược ra Bắc, mang theo câu hò điều lý chín dòng sông, mang theo tấm lòng con trai miệt vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Hey, nói chung hai bạn về thì bên kia hướng dẫn bên đây hát thêm chút nha. Vâng ạ.
À, điểm mạnh điểm yếu em còn gì nữa? Điểm yếu của em là gì? À, điểm yếu của em là em hơi nóng tính, vì bản thân cũng khá là tự lập cho nên bình thường cũng không muốn dựa dẫm vào một ai khác. Ví dụ như những cái thứ mà em có thể tự làm được thì em sẽ không nhờ ai làm cả. Một cái em cũng thấy là quá mạnh mẽ. Bây giờ lên chương trình thì em cũng muốn là yếu đuối lại một xíu, tìm được một bờ vai để có thể dựa vào. Vai anh trông lắm em ơi. Vai anh trông lắm em ơi. Và anh dư động đúng không? Ờ. Bên đó làm sao? Bên điểm đó mạnh, điểm mạnh yếu thế nào nói cho bạn gái biết đi. Chung là điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Ừ. Chung là có chí cầu tiến, ham học hỏi. Em thấy bạn nữ nói có tính tự lập thì bạn đó cũng giống em. Nói chung là cùng tự lập từ nhỏ. Nói chung là từ Nghệ An vào đây là ai cũng có tính tự lập hết trơn á. Yeah. Tự lập là tốt rồi. Có yeah. Điểm xấu gì không? Tật xấu gì á? Tật xấu là chung là em cũng hơi nóng tính, nhưng mà vấn đề trong công việc á. Nhiều lúc chủ em mà làm cho người khác hài lòng nhưng mà người khác không làm cho em giống cái kiểu không hài lòng á. Thì lúc em cũng hơi nóng tính. Hơi nóng tính. Bây giờ bạn gái đang nóng tính, em nóng tính thì ai sẽ là nhường ai? Thì tất nhiên là em phải cùng nhường bạn gái. Em nhường bạn gái. Rồi vậy tốt. Thành cũng đẹp trai, dễ thương, cũng duyên dáng thế này, cũng hài hước mà sao em ế? Ai cũng hoi như ai nha. Tức là em ế cũng phải có nhiều lý do. Lý do là sao? Trước em cũng có quen nhưng mà tại lúc đó kinh tế chưa, nói chung là chưa vững chắc thì em cũng phải đi làm đấy, nhưng có lúc phụ giúp gia đình rồi trang trải bản thân, tức là không có thời gian nhiều đúng không? Dạ. Em đã có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình nhưng mà mối tình em ngắn à, vài ba tháng à. Vài ba tháng chưa có sâu sắc gì đúng không? Dạ, tính là quen rồi. Tay hẹn đi chơi này kia, chung là có đi chơi, đi uống cà phê rồi nói chung là chưa gì sâu sắc lắm. Còn em sao? Em thì có một mối tình chính thức hồi ở đại học năm 3. Về từ đó tới đây thì cũng có tìm hiểu vài người nhưng mà không hợp. Sau cái thời gian mà chia tay anh hồi hồi mối tình đầu thì em có theo đuổi một anh thần tượng, và cũng lấy đó làm niềm vui, cũng là động lực, mối quan tâm lớn nhất của em. Thì em cũng muốn cho mọi người xem đây là idol của em, Park Chan-yeol EXO, rất là đẹp trai, tốt bụng. Tức là em thần tượng anh này á hả? Vâng. Và em sẽ tìm cái gọi là một cái đối tượng tương tự như thế này. Về ngoại hình thì cũng bằng như vậy thì chắc là hơi khó. Nhưng mà em muốn tính cách thì giống như vậy, là một người vui vẻ, hoạt bát. Đó là em đọc báo em biết đúng không? Em đọc báo em. Em là fan girl. À, em đọc báo để coi nha. Coi có giống bên đây không hả? Chị để coi coi sao. Có hình mẫu hả? Thôi thôi. Ủa. Sao em thấy sao? Em biết được bao nhiêu phần trăm ấy? Em đã được 40% quá chị ạ. Được 40% thì có được không? Không, đâu mà thấp vậy em. Về ngoại hình em thì 40% thì chấp nhận được. Đây nè. Nhưng mà về tính cách em thích, rất thích người tốt bụng. Chung là tính cách thì em ok. Vui vẻ, hài hước có. Dạ. Còn em thì sao? Em có cái mẫu hình lý tưởng nào không? Em cũng không có mẫu hình lý tưởng nào giống như kiểu giống ai, giống người này người nọ, nhưng mà ý là chung là dễ nhìn chút. Dễ nhìn. Xinh xinh chút. Cao thì trên 1m55. Nước da trắng chút. Để anh coi thử coi làm sao. Để ông này cũng coi. Em coi làm sao. Cao 1m50. Em chào anh Linh. Chào em gái. Dạ. Nói rất là dễ thương ha. Dạ. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích gia trưởng. Và em có một cái không thích hơi gì một chút là em không thích mùi cơ thể. Thích mùi, không thích mùi cơ thể. Thực ra là em có lý do. Là bởi vì cái mũi của em là bị viêm mũi dị ứng, cho nên là rất là nhạy cảm với mùi hương. Em, người nào không có cái mùi chân á, nhưng có những cái mùi rất là đặc biệt, hay là em gì chỉ dị ứng những cái mùi đặc biệt không? Nói chung là mùi thơm là được, chỉ cần mùi nào thơm thôi. Thơm thì là được. Thơm thôi. Là được đúng không? Mùi thơm là được chứ không có mùi hôi đúng không? Đúng rồi. Thôi để chút tự em kiểm chứ. Chút xíu cho test. Đây, bây giờ thì hỏi ý kiến người thân coi sao. Hôm nay em đi cùng với chị bạn thân của em, chị Nương ạ. Lần đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến MC Hồng Vân và MC Quyền Linh, các vị khán giả. Ấn tượng đầu tiên của em về các bạn nam này thì cảm giác rất là an tâm. Chị thấy cũng hai bạn nên có cơ hội để tìm hiểu nhau. Thứ nhất là cùng quê, thứ hai là về văn hóa, vùng miền thì cũng giống nhau ấy, không có bị chổi nhau nhiều. Với lại về ngoại hình thì cũng là tương xứng. Đối với chị thì chị cảm thấy ok rồi đó. Còn bao nhiêu phần trăm so với bức ảnh? Nói về tiêu chuẩn cái đẹp á thì em nhận xét bạn nam này khoảng 65%. Em thấy chưa? Bên kia người ta khiêm tốn, người ta có 40% thôi, nhưng mà bạn em là cho 65%. Và em đang rất là tò mò. Nói chung á là Thành mà tút lên chút xíu á, chụp hình ảo ảo chút á,
nó cũng cỡ và 70-80% trở lên, nói chung đùa đó. Ủa Thành, nhưng mà em có bị ảo không vậy? Em có xài app không vậy cưng? Nói chung là đăng hình Facebook thì cũng 360 chị ơi. 360 đã. Còn Thành đi với ai? Đi với ai? Thành đi với chị Hồ ạ. Dạ em xin chào MC Quyền Linh và Hồng Vân ạ. Dạ em là chị Hồ của Thành. Thì em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương. Nói như bạn bên này thì cũng cùng vùng miền với nhau thì cũng cho nhau cơ hội ạ. Là em cảm thấy em ưng bụng không? Nếu dạ, mà trên vai trò người chị có bé em dâu về là em thấy được không? Dạ, cũng được, nhìn bạn dễ thương ạ. Dễ thương. Lành đúng không? Dạ. Rồi, tóm lại là bây giờ hai bạn sẽ cùng gặp gỡ nhau để trò chuyện với nhau. Mở rào. Bắt đầu đi Thành. À, em có món quà tặng anh. Cảm ơn. Anh có món quà tặng em. Cái này giống như kiểu em đi xe hoặc là đi máy bay á, bỏ vào được mấy cô. Vâng, em cảm ơn. Còn cái này là cái đồng hồ, nhưng mà nói chung không có giá trị về vật chất cao, nhưng mà ý là muốn em treo đồng hồ này là lúc nào cũng phải nghĩ thời gian cho mình hẹn hò với nhau. À, em có tặng anh cái viết ấy. Viết hả? À, thực ra là ý nghĩa của cái này là em muốn nếu như mình có thể đi tiếp với nhau thì cùng nhau viết nên một chuyến tình thật là đẹp. Ồ, cảm ơn. Chưa chưa đứng sát bên bạn gái đi. Đứng sát bên hai người nắm tay nhau đi. Trời ơi, nắm tay. Rồi đứng sát nhau chút xíu nữa. Đi rồi test đó. Mùi luôn đi nào. Kiểm tra đi. Có cái mùi nó có gì? Trời ơi, thấy mùi có hợp với em không? Ừ. Trong này nhiều mùi quá em ngửi không ra. Thôi cho ngồi xuống là gì ạ? Rồi ngồi cứ về đi. Nó chứ có mùi đặc biệt là dễ biết lắm. Em vào Sài Gòn lâu chưa em? À, em vào đây được 9 năm rồi. Em đi học và đi làm ở đây luôn. Anh thì ở đây lâu chưa? Anh mới vào năm 2018, lúc trước có vào, sau anh về đi làm bên... Khi yêu đương thì anh có ràng buộc gì không anh? Muốn quản xem là người đó làm gì, ở đâu cũng phải báo cáo với mình. Thì em muốn biết là quan điểm của anh về khi yêu thì như nào? Không, vấn đề đó thì anh không có tính vậy, không nghĩ giờ không quản lý, không giám sát rồi. Nên mỗi người có một cái không gian riêng của mình á. À, dạ. Em ơi, em nói một câu bằng tiếng Lào á, một cái tình cảm của em coi nó ra làm sao? Em nói cũng được ít lắm, nhưng mà bây giờ nói anh yêu em thì nói được gì? Đâu nói thử coi. Nòng ơi, hạt ai bò. Nói gì? Nòng ơi, hạt ai bò. Nòng đây. Nòng đây rồi đúng không? À, bây giờ nè, mình đưa ra thử một cái quan điểm đi. Nếu như hai đứa giận nhau, cãi nhau đến kịch liệt luôn thì ai sẽ là người xin lỗi trước? Em thì chắc là em cũng chiều nhún trước ạ. Rồi xong rồi mình bớt nóng lại thì mình thử coi thử cái vấn đề đó là em đúng hay em sai, hoặc là bạn đứa kia sai, rồi mình phân tích tiếp. Nhưng mà nếu như em muốn là cái đó em đã đúng rồi thì anh phải nghe theo em thì anh sẽ làm sao? Thì nếu mà đúng thì chắc chắn là phải nghe theo em rồi. Tại vì á, em nghe người ta nói rằng khi yêu thì người ta thường mù quáng. Ví dụ như là bồ của mình nói là đó là con gà. Tuy đó là con vịt thôi nhưng mà anh cũng tin là đó là con gà. Thì anh có làm điều đó không? Vấn đề khó trả lời quá. Tức là anh có chấp nhận đó là con gà hay không? Hay là vẫn đinh đinh đó là con vịt cãi tới cùng? Thì tất nhiên là đó con vịt thì phải nói là con vịt rồi. Chứ không bạn gái cũng thích nói con gà. Thì bạn gái nói con gà thì bên bạn gái nói con gà thôi. Nhưng bạn gái muốn thích em nói con gà. Thì em có nói không? Thì em nói con gà. Đó là trong tình yêu thôi. Còn khi mà đã về chung một nhà thì chuyện hơi khó. Tùy theo chuyện không? Vâng. Nhưng mà em có muốn người yêu em phải nghe em tuyệt đối như vậy hay không? À, dạ không ạ. Thôi bây giờ tiến tới hai đứa nắm tay nhau đi. Chúng tôi vừa tạo điều kiện nói chuyện, vừa tạo để cảm xúc nó đông đầy luôn trong cuộc nói chuyện này. Hai bạn có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau để cảm nhận cái nắm tay nó có ấm áp hay không? Nó có truyền một chút điện nào hay không? Tay lành lắm anh ơi. Tay bạn ấm lắm anh ạ. Rồi, hãy nói với nhau đi. Nói ra những cái lời mà mình đang suy nghĩ về người đối diện, mình mong muốn điều gì. Hôm nay thì lần đầu gặp thì nói chung là mình cũng chưa hiểu biết về gì nhiều. Hy vọng là sau chương trình mình hẹn hò thì mình sẽ tìm hiểu thêm. Hy vọng là mối quan hệ của mình càng ngày càng phát triển xa hơn. Thực ra thì em cũng muốn cho mình một cơ hội, cho nên là đã tham gia chương trình này. Em cũng muốn hai bên nghiêm túc suy nghĩ có nên bắt đầu một mối quan hệ này không. Được rồi. Chúng ta sẽ có 30 giây để suy nghĩ. Hãy kiểm tra lại con tim một lần nữa, xem nó có rung động chưa. Nó rung động thì bấm, không rung động thì không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3
thua cô gái rồi đấy. Quay bấm trước. Đó. Nào nắm tay nhau đi. Hợp quá. Bây giờ á là một nụ hôn đầu tiên để chứng minh rằng mình bấm nút từ trái tim của mình. Trúng không? Đúng rồi. Hả? Khổ mà. Đúng rồi. Chưa trúng á. Làm lại nụ hôn đầu tiên nó quan trọng lắm. Nhẹ nhàng từ từ. Nhẹ nhàng xây đắm nè. Để yên nguyên. Để yên nguyên hít vô. Chúc hai đứa sớm tìm được tiếng nói chung và sớm đến báo tin vui.